vụ án thi thể tiếp viên hàng không phân hủy trong thùng sắt đã gây chấn động dư luận Hồng Kông năm 1989. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng thảm khốc, bị phân hủy nghiêm trọng bằng hóa chất trong chính căn hộ của người bạn trai cũ, một kẻ ăn chơi chắc táng. Điều đáng ngạc nhiên hơn là bạn trai và tiểu tam đột ngột biến mất sau khi phát hiện ra vụ án, chỉ để lại những manh mối rùng rợn. Vụ án tưởng chừng đã được khép lại với bản án tử hình nhưng sau đó bất ngờ đảo ngược với những tình tiết khó tin. Lời khai bị thay đổi, tội ác bị chối bỏ và một cuộc hôn nhân kỳ lạ nảy sinh ngay trong tù. Liệu ai là hung thủ thực sự? Câu chuyện về tình yêu, lòng thù hận và sự phản bội này vẫn còn nhiều bí ẩn chưa lời giải. Ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về câu chuyện này. Năm 1989, tại một khu dân cư yên bình ở tân giới Hồng Kông, vào một buổi sáng giữa tháng 5, mọi người trong khu vực bị đánh thức bởi sự bất ổn. Tiếng nhạc to và âm thanh cãi vã phát ra từ một căn hộ tầng 2 trong tòa nhà đã khiến cư dân xung quanh phải chú ý. Đây không phải là lần đầu tiên họ nghe thấy âm thanh cãi vã từ căn hộ này, nhưng lần này có điều gì đó khác lạ hơn. Sau vài ngày, một mùi hôi thối nồng nặc không thể chịu nổi đã lan tỏa khắp khu vực. Nó giống như mùi phân hủy của các chất hóa học, khiến mọi người cảm thấy cực kỳ khó chịu. Gió thổi qua khu vực mang theo mùi hôi thối sộc thẳng vào từng căn hộ xung quanh. Một người hàng xóm không thể chịu nổi nữa, đã quyết định đến gõ cửa căn hộ để yêu cầu họ xử lý tình trạng này. Nhưng dù anh ta có gõ cửa bao nhiêu lần, bên trong vẫn không có ai trả lời. Anh buộc phải quay về, trong lòng đầy bực tức vì không ai chịu ra mở cửa. Mùi hôi mỗi lúc một nặng nề hơn, nhất là khi nhiệt độ tăng cao khiến cư dân gần đó cảm thấy như bị tra tấn. Vào ngày 12 tháng 5, một cặp vợ chồng sống gần căn hộ đó vừa lấy tay bịt mũi vừa trò chuyện với nhau về tình trạng khó chịu này người chồng nói với vợ mình mình phải làm gì đó thôi gõ cửa mãi mà không ai mở mà mùi hôi thì ngày càng kinh khủng hơn không còn cách nào khác phải gọi cảnh sát thôi câu gọi khẩn cấp được thực hiện và cảnh sát hồng kông ngay lập tức tới hiện trường khi nghe qua mô tả từ cặp vợ chồng về tình hình họ nghi ngờ rằng căn hộ có thể liên quan đến các hoạt động phi pháp có thể là sản xuất hàng cấm. Bởi lẽ trong nhiều trường hợp, mùi hôi nồng nặc thường xuất phát từ các hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất hàng cấm. Cộng với việc tiếng nhạc lớn và tiếng cãi vã có thể là dấu hiệu của việc sử dụng chất kích thích. Cảnh sát quyết định phá cửa để kiểm tra. Khi cánh cửa được cảnh sát phá ra, một mùi hôi khủng khiếp tràn ra, mạnh đến mức các sĩ quan cảnh sát đứng gần đó bị choáng váng và phải bước lùi lại. Dù không có vật chất thực thể nào lao vào họ, nhưng mùi hôi nồng đến mức khiến họ cảm thấy như bị đẩy lùi vài bước. Một số cảnh sát còn cảm thấy đầu óc quay cuồng và cần một vài giây để lấy lại sự tỉnh táo. Khi vào bên trong căn hộ, cảnh sát phát hiện rằng căn hộ được bố trí rất gọn gàng, không có dấu hiệu gì bất thường từ bên ngoài. Tuy nhiên khi họ chuyển lên tầng 3, mùi hôi càng nồng nặc hơn, làm cho họ nhận ra rằng vấn đề thực sự nằm ở đây. Theo hướng phát tán của mùi hôi, Cảnh sát tiến về phía phòng tắm, nơi họ phát hiện nguồn gốc của mùi hôi kinh hoàng này. Điều này gây ngạc nhiên lớn cho các sĩ quan, vì không gian nhỏ hẹp của phòng tắm thường không phải nơi bốc ra mùi hôi thối mạnh đến như vậy. Khi mở cánh cửa phòng tắm, cảnh tượng bên trong đã khiến tất cả mọi người có mặt tại hiện trường phải chết lặng. Bên trên tường phòng tắm có nhiều vết máu đã khô cứng lại, nhưng điều gây sốc hơn nữa là một chiếc hộp sắt lớn nằm ở phía góc phòng trên sàn nhà la liệt những chai bia rỗng và bình xịt khử mùi đã được sử dụng. Nhưng chính chiếc hộp sắt này mới là tâm điểm của sự kinh hãi. Trên chiếc hộp có phủ một miếng vải đen và mùi hôi kinh khủng bốc ra từ bên trong nó. Cảnh sát dồn ánh mắt vào chiếc hộp, tò mò về những gì có thể nằm bên trong. Họ cảm thấy có điều gì đó rất không ổn, nhất là khi mùi hôi nồng nặc như vậy đã khiến cả khu vực bị ám ảnh suốt nhiều ngày liền. Khi một sĩ quan cẩn thận nhấc tấm vải màu đen lên, một cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt. Bên trong chiếc hộp sắt là một thi thể phụ nữ đã phân hủy nghiêm trọng. Thân thể bị tan rã, lớp thịt mục nát và chỉ còn lại bộ xương trắng lộ ra ngoài. Phần thân dưới đã bị hòa tan gần như hoàn toàn, chỉ còn trơ lại những xương vụn vãi khắp đáy hộp. Những mảng tóc dài của nạn nhân còn sót lại vương vãi trên phần thân mục giữa, tạo nên một cảnh tượng ghê rợn, không khác gì những bộ phim kinh dị các sĩ quan cảnh sát dù đã từng đối mặt với rất nhiều vụ án kinh hoàng cũng không khỏi dùng mình trước cảnh tượng này rõ ràng đây không phải là một cái chết tự nhiên nạn nhân đã bị sát hại và thi thể bị phân hủy bằng hóa chất trong một âm mưu rùng rợn và tàn ác ngay khi thi thể được phát hiện trong chiếc hộp sắt cảnh sát hiểu rằng đây là một vụ sát hại người kinh hoàng thi thể đã bị phân hủy nặng nề điều này gây ra một khó khăn lớn cho việc xác định danh tính nạn nhân trong quá trình điều tra các sĩ quan đã cố gắng thu thập những manh mối tại hiện trường. Ngoài thi thể bị phân hủy, họ chỉ tìm thấy một số ít mô cơ thể còn sót lại trong hệ thống thoát nước và một vài bức ảnh bị bỏ lại. Vết thương chí mạng của nạn nhân được phát hiện nằm ở phía sau tay trái, một vết nứt dài khoảng 13 cm, rõ ràng là do vật nặng đập vào đầu. Nhưng ngoài vết thương này, không có dấu vết nào khác trên thi thể giúp cảnh sát xác định được nguyên nhân tử vong cụ thể. Các manh mối còn lại tại hiện trường cũng không cung cấp đủ thông tin để kết luận về nguyên nhân hoặc động cơ của kẻ sát nhân. Điều duy nhất cảnh sát có thể chắc chắn là nạn nhân đã bị tấn công bằng bạo lực và thi thể bị phân hủy bằng hóa chất. Việc xác định danh tính nạn nhân là điều tối quan trọng để tiến hành cuộc điều tra sâu rộng hơn. Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm thông tin về các vụ mất tích tại khu vực lân cận. Theo lời khai của hàng xóm, họ thường xuyên nghe thấy tiếng cãi vã giữa một người đàn ông và một người phụ nữ trong căn hộ trước khi phát hiện ra mùi hôi. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi, họ không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của người sống trong căn hộ và những người cư ngụ dường như đã biến mất một cách bí ẩn. Trong khi cảnh sát đang cố gắng tìm hiểu thêm về nạn nhân và mối quan hệ của cô với những người sống trong căn hộ, thì ở một ngôi làng hẻo lánh, có một cặp đôi nam nữ đang sống trong sự bình yên lạ thường. Không ai ngờ rằng hai người này chính là chủ nhân của căn hộ nơi thi thể bị phát hiện, Hoàng Tam Cha và bạn gái hắn Tiểu Linh. Sự biến mất đột ngột của cả hai sau khi xảy ra cuộc cãi vã, cùng với việc cảnh sát không thể xác định danh tính nạn nhân, đã khiến Hoàng Tam Cha và Tiểu Linh trở thành nghi phạm chính của vụ án. Cảnh sát quyết định bắt đầu điều tra từ phía chủ nhà, hy vọng có thể tìm ra manh mối giúp phá giải vụ án này. Qua quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện rằng căn hộ nơi thi thể bị phân hủy là nơi ở của Hoàng Tam Cha và bạn gái Tiểu Linh. Điều này khiến cảnh sát đặt ra nhiều ghi vấn về mối quan hệ giữa họ và thi thể được tìm thấy trong căn hộ. Hoàng Tam Cha là một người đàn ông 33 tuổi, được biết đến là một tay ăn chơi có tiếng. Từ nhỏ, hắn đã được gia đình cho đi du học ở Canada. Và khi mới 13 tuổi, cha mẹ đã sắp xếp cho hắn di cư sang Mỹ. Năm 1987, cha của Hoàng Tam Cha qua đời tại Hồng Kông để lại cho hắn một khoản thừa kế trị giá 400.000 đô la Hồng Kông. Từ đó hắn trở về Hồng Kông và sống một cuộc sống lang thang, không nghề nghiệp, không định hướng, chỉ dành thời gian tiêu xài tiền thừa kế vào cờ bạc và lối sống trị lạc. Cục điều tra cũng tiết lộ rằng Hoàng Tam Cha là một kẻ lừa dối điển hình, chuyên dùng vẻ ngoài hào nhoáng và những tài sản thêm mượn để gây ấn tượng với các cô gái trẻ. Hắn từng khoe khoang về quốc tịch Mỹ, xe sang, đồng hồ hàng hiệu và biệt thự xa hoa trong khi tất cả những thứ đó đều là đồ thuê. Mặc dù cuộc sống thật của hắn không khác gì một kẻ ăn bám, nhưng hắn biết cách che đậy và lừa phỉnh những người xung quanh bằng cách ăn nói khéo léo và thể hiện vẻ ngoài giàu có. Tiểu Linh, bạn gái hiện tại của Hoàng Tam cha, cũng không phải là một người phụ nữ bình thường. Cô ta bị nghi ngờ có dính líu đến hàng trắng và sống một cuộc sống bất cần tiêu xài lãng phí giống như Hoàng Tam cha. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tiểu Quân nạn nhân bị sát hại trong vụ án này đã khiến câu chuyện trở nên phức tạp hơn nhiều. Tiểu quân là một nữ tiếp viên hàng không 28 tuổi, đã mất tích vài ngày trước khi cảnh sát phát hiện thi thể của cô trong căn hộ của Hoàng Tham Cha. Qua lời khai của bạn cùng phòng của Tiểu Quân, cảnh sát biết rằng vào khoảng 5 giờ sáng ngày 6 tháng 5, Tiểu Quân đã nhận được một cuộc điện thoại đầy căng thẳng. Sau khi nghe cuộc gọi đó, cô đã tức giận đập cửa và rời khỏi nhà, và từ đó không ai còn liên lạc được với cô. Cảnh sát điều tra sâu hơn về mối quan hệ của Tiểu Quân và phát hiện ra một sự thật đáng ngạc nhiên. Tiểu Quân có quan hệ tình cảm thân mật với Hoàng Tâm Cha. Điều này khiến vụ án trở nên phức tạp hơn. Tại sao bạn trai của Tiểu Linh lại có quan hệ với Tiểu Quân và mối quan hệ tình cảm tay ba này có liên quan đến sự ra đi của cô hay không? Theo lời khai của hàng xóm, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 6 tháng 5, chỉ một giờ sau khi Tiểu Quân rời khỏi nhà, Tại căn hộ của Hoàng Tam Cha họ nghe thấy tiếng cãi vã lớn giữa hai người phụ nữ. Một người đàn ông cũng có mặt tại đây và dường như đang cố gắng can ngăn. Nhưng thay vì làm dịu tình hình, anh ta lại có vẻ thiên vị một trong hai người phụ nữ. Căn cứ vào thời gian và những manh mối thu thập được, cảnh sát ngày càng tin rằng thi thể trong phòng tắm chính là của tiểu quân. Tuy nhiên, để chắc chắn hơn, họ cần tiến hành các bước kiểm tra pháp y chi tiết hơn, bao gồm cả việc sử dụng kỹ thuật DNA vốn đã bắt đầu được áp dụng trong các vụ án hình sự từ năm 1987. Kết quả xét nghiệm cuối cùng đã xác nhận thi thể bị phân hủy trong phòng tắm chính là tiểu quân. Nhưng câu hỏi lớn vẫn còn ở đó. Điều gì đã xảy ra trong căn hộ của Hoàng Tam Tra? Và tại sao tiểu quân lại trở thành nạn nhân của một hành động tàn độc như vậy? Cảnh sát bắt đầu điều tra sâu hơn vào mối quan hệ của tiểu quân và Hoàng Tam Tra và tiểu linh. Từ đó hé lộ ra những bí mật đen tối của cả ba tiểu quân một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp và thành đạt từng có một cuộc sống bình lặng trước khi dính vào hoàng tam cha cô gặp hắn thông qua bạn bè giới thiệu và ngay từ lần đầu tiên hoàng tam cha đã gây ấn tượng mạnh với tiểu quân bằng vẻ ngoài giàu có và phong thái lịch lãm hắn luôn khoe khoang về quốc tịch mỹ những chiếc xe sang trọng và căn biệt thự lộng lẫy trong khi tất cả đều là giả mạo nhưng tiểu quân không phát hiện ra sự thật này cho đến khi đã chìm sâu trong mối quan hệ cô yêu Hoàng Tam Tra một cách mù quáng, thậm chí sẵn sàng dùng tiền lương của mình để hỗ trợ hắn khi hắn rơi vào cảnh nợ nần do cờ bạc và nghiện ngập. Hoàng Tam Tra xem Tiểu Quân như một cây atm không lời oán thán, mỗi khi cần tiền hắn lại tìm đến cô, còn khi có tiền hắn lại quên mất sự tồn tại của cô. Dù biết rõ Hoàng Tam Tra lừa dối và không đáng tin, nhưng Tiểu Quân vẫn không thể dứt ra khỏi hắn. Đỉnh điểm của sự rắc rối là khi Tiểu Linh, bạn gái thực sự của Hoàng Tam Tra xuất hiện trong bức tranh này. Đỉnh điểm của sự rắc rối là khi Tiểu Linh, một Tiểu Tam xuất hiện trong cuộc tình này. Tiểu Quân biết rõ mối quan hệ lén lút giữa Hoàng Tam Cha và Tiểu Linh, nhưng cô vẫn nuôi hy vọng rằng tình yêu và sự hy sinh của mình sẽ khiến Hoàng Tam Cha quay trở lại với cô. Cô sống trong sự ảo tưởng rằng chỉ cần cô cố gắng đủ, Hoàng Tam Cha sẽ thay đổi và yêu thương cô như trước. Nhưng tiếc thay đó chỉ là ảo tưởng, Hoàng Tam Cha không bao giờ thực sự yêu Tiểu Quân mà chỉ coi cô như công cụ để thỏa mãn nhu cầu vật chất của hắn. Cuối cùng vào tháng 12 năm 1988, Tiểu Quân đã nhận ra sự thật. Cô quyết định chia tay Hoàng Tam Tra, viết một bức thư đầy đau khổ để nói rõ tâm trạng của mình. Trong thư, Tiểu Quân đã bày tỏ rằng cô đã cố gắng hết sức để duy trì mối quan hệ nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng. Cô thậm chí không yêu cầu hắn trả lại số tiền mà hắn đã mượn vì cô vẫn mong muốn giữ lại một mối quan hệ bạn bè sau khi chia tay thế nhưng với Hoàng Tam Cha, việc chia tay không chỉ là câu chuyện nhỏ. Hắn tin rằng chỉ cần vài lời ngon ngọt, hắn có thể kéo Tiểu Quân quay trở lại bất cứ lúc nào. Và thực tế đã chứng minh điều đó. Vào ngày 6 tháng 5 năm 1989, cuộc gọi mà Tiểu Quân nhận được vào lúc 5 giờ sáng chính là từ Hoàng Tam Cha. Không ai ngờ rằng cuộc gọi này đã dẫn Tiểu Quân đến gặp Tử Thần. Sau khi xác định thi thể trong phòng tắm là của Tiểu Quân, cảnh sát nhanh chóng truy tìm và bắt giữ hoàng tam cha cùng tiểu linh cả hai bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn tuy nhiên từ đầu đến cuối cả hai đều từ chối thừa nhận bất kỳ sự liên quan nào đến sự ra đi của tiểu quân hoàng tam cha khai rằng hắn và tiểu quân đúng là từng yêu nhau nhưng mối quan hệ đã kết thúc từ lâu hắn thừa nhận rằng trong thời gian yêu nhau hắn có mối quan hệ lén lút với tiểu linh và nhiều lần yêu cầu tiểu quân cho tiền nhưng hắn phủ nhận việc sát hại cô Hắn khẳng định rằng tiểu quân vốn đã có chìa khóa căn hộ của hắn và hắn không hề biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Tiểu Linh cũng không thừa nhận việc sát hại tiểu quân. Cô khai rằng vào buổi sáng hôm đó, cả ba người cùng chơi bài ở tầng 2. Sau đó Hoàng Tam Cha và Tiểu Quân lên tầng 3 để sử dụng chất cấm. Một lúc sau, Tiểu Linh lên kiểm tra. Cô phát hiện Tiểu Quân đã ngã xuống sàn và không còn dấu hiệu của sự sống. Theo lời khai của Tiểu Linh, Chính Hoàng Tam tra đã ép cô phải giữ im lặng và không được gọi xe cấp cứu. Dù cả hai có lời khai mâu thuẫn, cảnh sát đã có đủ bằng chứng để xác định rằng cả Hoàng Tam tra và Tiểu Linh đều liên quan trực tiếp đến sự ra đi của Tiểu Quân. Vào ngày 4 tháng 8 năm 1990, tại phiên tòa xét xử, công tố viên kết luận rằng mặc dù không có đủ bằng chứng trực tiếp về cách thức mà hai bị cáo sát hại nạn nhân, nhưng tất cả bằng chứng gián tiếp đều cho thấy họ là thủ phạm cả Hoàng Tam Tra và Tiểu Linh đều giữ im lặng trong suốt quá trình xét xử và không bảo chữa cho mình. Hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với cả hai người về tội danh sát hại người, cùng với 5 năm tù vì tội xử lý trái phép thi thể. Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Thực tế đã hoàn toàn ngược lại. 3 năm sau khi vụ án được tuyên án, Hoàng Tam Tra và Tiểu Linh đã kháng cáo và một cuộc đảo ngược bất ngờ đã xảy ra. Ngày mùng 2 tháng 3 năm 1993, tòa án cấp cao hồng kông đã mở lại phiên tòa xét xử vụ án này lời khai trước đó của tiểu linh bị đảo ngược hoàn toàn cô khai rằng cả ba hôm đó đã gặp nhau để giải quyết mối quan hệ tay ba phức tạp nhưng khi cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng tiểu quân đã mất kiểm soát và cầm búa tấn công cô trong cơn hoảng loạn tiểu linh đã giật lấy cây búa và trong lúc tự vệ cô đã vô tình gây ra cái chết của tiểu quân phiên tòa đang diễn ra thì một người phụ nữ bất ngờ từ hàng ghế phía sau lao ra quỳ xuống trước quan tòa và khóc lóc kêu oan cho hoàng tam cha người phụ nữ này tên là sa sa một nhân viên xã hội đã gặp hoàng tam cha khi hắn đang thụ án trong thời gian làm công tác hỗ trợ tâm lý cho tù nhân sa sa và hoàng tam cha đã nảy sinh tình cảm và họ đã kết hôn trong tù trước mặt hội đồng xét xử sa sa khóc lớn khẳng định rằng chồng mình vô tội và chưa từng sát hại người cô còn thề rằng với tư cách là một tín đồ cơ đốc cô không thể nói dối nếu cô nói dối, cô sẽ chết ngay tức khắc. Hội đồng xét xử không để ý quá nhiều đến lời khai của Sa Sa, nhưng sau khi cân nhắc các bằng chứng, họ quyết định tuyên bố Hoàng Tam Sa không phạm tội sát hại người, nhưng vẫn giữ nguyên tội xử lý trái phép thi thể. Còn Tiểu Linh bị kết tội ngộ sát và nhận án 7 năm tù. Vì tội danh sát hại người không được thành lập và với những biểu hiện tốt trong tù, Hoàng Tam Cha được tuyên trắng án và được trả tự do ngay tại tòa. Ngay sau khi được tuyên trăng án, Hoàng Tam Cha không bỏ lỡ cơ hội tỏ tình với người vợ mới xa xa. Trước công chúng và báo giới, hắn tuyên bố mình vô tội và khẳng định tình yêu với xa xa là chân thành. Hắn hứa rằng họ sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời và rằng hắn sẽ không bao giờ phụ lòng xa xa. Câu chuyện tưởng chừng như kết thúc với một lời hứa hẹn về tình yêu vĩnh cửu. Nhưng trên thực tế, lời hứa đó đã không kéo dài lâu. Vào năm 1998, chỉ vài năm sau khi được tự do, Hoàng Tâm Cha và Sa Sa đã ly hôn. Lời hứa bên nhau đến cuối cuộc đời nhanh chóng bị vứt bỏ như một tờ giấy không giá trị. Câu chuyện tình yêu lãng mạn mà Hoàng Tâm Cha từng hứa hẹn đã trở thành một câu chuyện cổ tích không có cái kết đẹp. Người ta tự đặt ra câu hỏi liệu tình yêu có biến mất hay không? Câu trả lời là tình yêu không biến mất nhưng nó có thể cạn kiệt và bị lợi dụng hay lạm dụng. Đối với Hoàng Tâm Cha, tình yêu không phải là một cảm xúc thiêng liêng mà chỉ là một công cụ để đạt được mục đích của hắn. Hắn lợi dụng tình cảm của xa xa để thoát khỏi án tử, và khi đã đạt được mục đích, hắn dễ dàng bỏ rơi cô, giống như cách mà hắn từng đối xử với tiểu quân. Người ta cũng đặt ra câu hỏi lớn hơn về nhân cách của Hoàng Tam Cha, liệu hắn có thực sự vô tội trong vụ án của tiểu quân hay không? Dù tòa án tuyên hắn trăng án, nhưng những hành vi trong quá khứ của hắn khiến dư luận không khỏi nghi ngờ. Hắn không chỉ lừa dối và lợi dụng tiểu quân về mặt tài chính, mà còn khiến cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng và mù quáng trong tình yêu. Cuộc gọi lúc 5 giờ sáng đã dẫn đến cái chết bi thảm của tiểu quân. Và có lẽ chính Hoàng Tam Cha là người đã đẩy cô đến bờ vực của sự tuyệt vọng. Tiểu quân, người từng là một tiếp viên hàng không thành đạt vừa tự tin, đã bị cuốn vào một mối tình với một kẻ không xứng đáng. Tình yêu mù quáng của cô đã trở thành nguyên nhân dẫn đến cái chết bi thảm. Cô không chỉ bị Hoàng Tam Cha lợi dụng tài chính mà còn trở thành nạn nhân của sự thao túng tinh thần. Khi cô quyết định chấm dứt mối quan hệ và tự tìm lại con đường cho riêng mình, cô gọi của Hoàng Tam Cha vào lúc 5 giờ sáng đã đưa cô vào cơn ác mộng cuối cùng. Chỉ với một cuộc gọi, cô đã rơi vào cái bẫy chết người và không bao giờ có cơ hội thoát ra. Sự việc đã để lại cho chúng ta một bài học lớn về việc cảnh giác với những mối quan hệ độc hại. Tiểu quân đã quá tin tưởng vào Hoàng Tam Cha, Người đã lợi dụng tình yêu của cô để thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của bản thân. Đối với cô, Hoàng Tam cha có lẽ là tất cả, nhưng đối với hắn, cô chỉ là một trong nhiều công cụ để hắn đạt được mục đích. Câu chuyện về mối tình tay ba vẫn để lại nhiều dấu hỏi lớn, liệu Tiểu Linh có thực sự là người duy nhất gây ra cái chết của Tiểu Quân, hay cả hai người đã hợp tác để che giấu sự thật? Và liệu Hoàng Tam cha có thực sự yêu xa xa? hay chỉ lợi dụng cô như cách hắn từng làm với tiểu quân? Những câu hỏi này có lẽ không bao giờ được trả lời. Và cuối cùng chỉ có những người trong cuộc mới biết rõ sự thật. Và đối với người ngoài cuộc, vụ án này là một minh chứng cho việc chúng ta không bao giờ đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài. Video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.